20 thói quen quan trọng mà đời người nhất định nên rèn luyện. 30 năm đầu của cuộc sống là bạn nuôi dưỡng thói quen. 30 năm sau của cuộc đời là thói quen thành toàn nên bạn. Đúng vậy, thói quen quyết định vận mệnh. Một người có ý thức nuôi dưỡng cho mình những thói quen tốt, vận mệnh nhất định sẽ không tồi. Thói quen trong cuộc sống hàng ngày. Thứ nhất, phát triển thói quen tổng kết lại bản thân. Chúng ta cố gắng dành ra 5-10 phút mỗi ngày để ghi lại thời gian và chi tiêu tiền bạc của bạn trong ngày hôm đó. Nhìn nhận, tổng kết lại bản thân một cách hiệu quả, bạn sẽ thấy cuộc sống sẽ ngày càng trở nên hiệu quả hơn và phương thức tiêu tiền của bạn cũng sẽ trở nên hợp lý hơn. 2. Học cách thiền định. Thiền là một kỹ thuật trong yoga, mục đích là để giải tỏa bản thân và cảm thấy bình yên. Thường xuyên ngồi thiền trong 5-10 phút sẽ giúp ổn định hạch hạnh nhân trong não. Hoạt động của hạch hạnh nhân có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tâm trạng của bạn. Nếu hạch hạnh nhân được xoa dịu và ổn định, nó sẽ giúp bạn có tâm trạng ổn định. Thiền cũng có thể làm tăng hoạt động của vỏ não trái trước. Nó sẽ cung cấp cho bạn những cảm xúc tích cực và cho phép bạn đối mặt với cuộc sống với một thái độ tích cực hơn. Trong một nghiên cứu của Đại học Wisconsin cho thấy, nếu thường xuyên thiền định sẽ giúp giảm 33% nguy cơ đột quỵ, 50% nguy cơ ung thư và 20% nguy cơ mắc bệnh tim. Thực hiện 5-10 phút thiền vào mỗi sáng để đánh thức tâm trí và cơ thể của bạn nhanh chóng hơn. Thiền 5-10 phút trước khi đi ngủ để giúp bạn đi vào giấc ngủ dễ dàng hơn. 3. Từ bỏ đúng lúc. Cuộc sống đôi khi cần tới dũng khí để bắt đầu một cái gì đó, nhưng đồng thời cũng cần tới trí tuệ để có thể từ bỏ đúng lúc, tránh gây ra những tổn hại nhất định. Chuyện mà nghĩ không được thì không cần tiếp tục nghĩ. Chuyện mà thế nào cũng không giải quyết được cũng không cần giải quyết. Cảm thấy không hợp, hãy sớm mà từ bỏ. Thứ tư, không nhạy bén đúng lúc. Junichi Watanabe trong cuốn sách Sức mạnh của sự vô cảm có viết: chỉ khi bình thản trước tất cả những chuyện không vui vẻ, con người ta mới có thể sống hạnh phúc hơn. Người quá nhạy cảm luôn dễ chịu tổn thương hơn người khác. Hãy cứ để trái tim thô ráp một chút, ta mới có thể tự chữa lành vết thương một cách hoàn hảo giữa cuộc đời xô bồ. 5. Hãy có cho mình một sở thích. Nhà thơ Friedrich Schiller từng nói: con người là phải trung thành với lý tưởng khi còn trẻ của bản thân. Nếu lý tưởng không thể trở thành công việc, vậy thì hãy xem nó là một sở thích có thể kiên trì được. Chỉ có nhiệt huyết mới có thể chống lại được những năm tháng dài đằng đẵng. Rồi sẽ có một ngày bạn phát hiện ra chính những điều này là thứ đã mang lại cho bạn ánh sáng hết lần này tới lần khác. Thói quen trong giữ gìn sức khỏe. Thứ nhất, ăn sáng. Sau một đêm nghỉ ngơi, máu của chúng ta sẽ ở trạng thái cô đặc. Thức ăn có thể làm giảm độ nhớt của máu một cách hiệu quả. Những người duy trì chế độ ăn uống đều đặn có thể ngăn ngừa hiệu quả bệnh viêm túi mật, viêm loét dạ dày và các bệnh khác. Thứ hai, tập thể dục ít nhất 3 lần một tuần, mỗi lần không ít hơn nửa tiếng. Tập thể dục sẽ khiến con người tiết ra nhiều endorphin và dopamine. Hai chất này có thể giúp bạn chống lại những cảm xúc tiêu cực và tạo ra cảm giác sảng khoái. Những người kiên trì tập thể dục trong một thời gian dài sẽ được năm tháng ưu ái hơn rất nhiều. Thứ ba, đứng dựa tường 15 phút mỗi ngày. Đứng dựa vào tường có thể cải thiện hiệu quả tình trạng gù lưng và dáng đứng của cơ thể, giúp phát huy tối đa lợi thế về chiều cao, tinh thần cũng sẽ trở nên tốt hơn. Thứ tư, xây dựng thói quen ăn thực phẩm ít đường. Nếu bạn muốn giảm cân, một mẹo nhỏ
là hãy học cách ăn thực phẩm ít đường. Những thực phẩm có chỉ số đường huyết càng thấp thì khả năng tăng cân càng nhỏ. Thứ năm, cố gắng không ngồi bắt chéo chân. Bắt chéo chân sẽ khiến bạn trông như bị gù lưng, đồng thời sẽ khiến thắt lưng và cột sống bị cong, ảnh hưởng đến vóc dáng và sức khỏe của bạn. Thói quen trong giao tiếp giữa các cá nhân. Thứ nhất, việc mà người khác hứa với bạn khi đối phương vẫn chưa làm thì đừng ôm quá nhiều kỳ vọng. Thứ hai, khi nhờ vả người khác phải chuẩn bị tinh thần có thể bị từ chối. Trong thế giới của những người trưởng thành, không phải mỗi một tiếng nói đều được đáp lại, không phải mỗi một thỉnh cầu đều được đáp ứng. Khi bạn đã quen với việc bị người khác từ chối, bạn sẽ có ý thức trở nên độc lập và mạnh mẽ hơn. Thứ ba, khi chưa làm được thì đừng thề thốt hứa hẹn, đùm một cái cho mọi người thấy kết quả, đó mới là đúng đắn. Việc bạn cần làm là âm thầm nỗ lực, rồi sau đó khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc. Thứ tư, bồi dưỡng cho mình tư duy cùng thắng. Cuộc sống là một sân khấu nhóm, phải học cách tìm cho mình đồng đội, cùng nhau đi hoàn thành những chuyện có giá trị, chứ không phải là tạo ra đối thủ cho bản thân. Thứ năm, bồi dưỡng cho mình sự đồng cảm. Đồng cảm là một kỹ năng quan trọng trong giao tiếp xã hội. Nếu bạn học cách nhìn vấn đề từ góc độ của người khác, bạn có thể nhanh chóng hiểu được vấn đề hơn. Chỉ khi nào bạn hiểu người khác, bạn mới có thể có lòng trắc ẩn hơn với thế giới. Và những người không mang lòng oán hận sẽ có nhiều khả năng để được sống hạnh phúc hơn. Tự cải thiện bản thân. Thứ nhất, bất kể là ở độ tuổi nào, hãy trang bị cho mình một cảng tránh gió thuộc về chính mình. Có thể là một căn hộ đứng tên mình, có thể là một công việc làm ra tiền và mang lại cho bạn cảm giác thành tựu, hoặc cũng có thể là một thị trấn nhẹ nhàng giúp xoa dịu nỗi đau. Thứ hai, ép bản thân tiết kiệm tiền. Khi buồn chán, cố gắng đừng mua sắm. Cuối tháng bạn sẽ thấy mình đã tiết kiệm được rất nhiều tiền. Nếu bạn không thể kiểm soát được ham muốn tiêu dùng của mình, hãy cố gắng đem một phần tiền lương của bạn đi gửi ngân hàng đều đặn hàng tháng. Số tiền này có thể sẽ cứu sống bạn vào những thời điểm quan trọng. Thứ ba, luôn có sự chuẩn bị trước. Ví dụ như tối hôm trước, bạn chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, chìa khóa, khẩu trang, khăn giấy, vân vân, để hôm sau đi ra ngoài không bị vội vàng, và cũng là để đề phòng những trường hợp khẩn cấp. Thứ tư, nắm chắc cốt lõi trong mọi chuyện. Học cách phân biệt mâu thuẫn chính và mâu thuẫn phụ trong cuộc sống. Bạn có thể chia mọi thứ thành 4 góc phần tư: quan trọng và khẩn cấp, quan trọng và không khẩn cấp, không quan trọng nhưng khẩn cấp, không quan trọng và không khẩn cấp, và làm những việc đó theo thứ tự quan trọng. Điều quan trọng đầu tiên, hãy làm cho cuộc sống của bạn trở nên hiệu quả hơn. Thứ năm, đừng sống kiểu sống second hand. Dám thử thách bản thân, không để người khác giới hạn lựa chọn của bản thân. Sống cuộc sống mà mình muốn, thay vì sống cuộc sống mà người khác muốn. Một cuộc sống mà tự mình trải nghiệm sẽ luôn đáng nhớ và thú vị hơn là chỉ được nghe. Có một thi sĩ từng nói, người ta thường nói thế gian mịt mờ. Chúng ta thường đắm chìm nơi hồng trần ấy mà đánh mất đi bản thân. Khói bụi nơi cuộc sống mưu sinh thường khiến chúng ta không dám hít thở thoải mái. Khi còn trẻ, chúng ta ai cũng khát khao tứ hải là nhà. Sau này mới biết cuộc sống tươi đẹp nhất chính là hiện tại.